Mai Thị Thanh Hường. Mình đang có kỳ nghỉ hè trong vòng 2 tuần. Mình quay về Việt Nam và mình ghé thăm lại Tân Đại Dương, nơi mà mình đã làm hồ sơ để xin du học. Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về những kinh nghiệm lần đầu tiên đi du học ở Singapore. Hiện tại mình đang là học sinh trường James Cook University. Mình học ở trường này đã được 1 năm và mình chỉ mới là học tiếng Anh trong vòng 3 khóa. Mình học từ lớp intro level đến level 3, và lần sau mình quay lại là mình bắt đầu học level 3, để sau level 3 mình có thể lên degree hoặc là diploma nếu như mình cảm thấy sức của mình đủ để lên degree. Mình sẽ cố gắng để rút ngắn thời gian học ở trường ở Singapore, và ước nguyện của mình sau khi mình học trường Singapore mình sẽ chuyển qua Úc. Theo như từ lúc mình qua tới bây giờ, mình cũng biết về một chị đã học ở trường James Cook. Chị ấy học xong degree và bây giờ chị ấy đã qua được bên Úc. Hiện tại chị ấy đang học ở Sydney. Lần đầu tiên mình xa nhà. Rất may là mình ở ký túc xá, nhưng trong phòng của mình gặp tất cả đều là người Việt. Họ rất tốt với mình. Nhưng mà trong vòng nửa tháng sau thì tất cả mọi người về hết. Mình bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, và mỗi lúc nhớ nhà mình thường gọi về cho bố mình và xem phim. Sau khi những người anh người chị cùng đồng hương với mình về Việt Nam thì mình được chuyển tới một phòng mới, và mình lại gặp những người bạn mới từ những đất nước khác nhau như Hàn Quốc, Hồng Kông, Myanmar. Và trong trường, và khi mình bắt đầu đi học trong trường, lớp học đầu tiên mình học chỉ có mình và hai bạn cùng hai đất nước khác nhau, là một bạn Thái Lan và một bạn Trung Quốc. Hai bạn ấy là những người bạn khác đất nước đầu tiên của mình, và mình bắt đầu tập nói chuyện bằng tiếng Anh với những người bạn trong lớp của mình. Lúc đầu mình mới bước tới Singapore, tiếng Anh của mình thực sự không hề tốt chút nào. Và từ lúc đó cho tới bây giờ thì tiếng Anh của mình đã phát triển rất nhiều. Sau khi tiếng Anh của mình đã có sự tiến bộ, mình lại giao tiếp với những người bạn mới. Và sau khi mình học xong cái level intro ấy, thì mình lại lên level 1. Ở đó thì lại mình gặp lại được nhiều bạn từ nhiều đất nước khác nhau, nhưng phần đa trong trường mình là người Trung Quốc, nên nhiều lúc mình cũng học được nhiều từ về Trung Quốc như ni hao ma and ni hao. So nếu mà bạn muốn cái gì, thường người Trung Quốc hỏi bạn là ni yao shi ma. Nên là những bạn mà chưa biết gì về tiếng Anh thì bạn đừng có ngại ngùng, bạn hãy trải nghiệm cuộc sống của bạn, hãy thử hòa mình vào một đất nước mới để có thể phát triển về cái suy nghĩ của bạn, về cái ngôn ngữ của bạn. Cái điều đó có thể giúp cho tương lai của bạn sau này. Với mình thì mình cũng cảm thấy có một sự tiến bộ trong đời sống của mình, và mình cũng đã có những cái suy nghĩ mở rộng bằng cách là giao tiếp với những người nước ngoài. Mình có thể biết về những phong tục tập quán của các nước bạn. Nên những bạn mà chưa có tiếng Anh thì theo như mình nghĩ, bạn nên đăng chọn lựa Singapore để đăng ký, để tới đó để học và để phát triển về cái tiếng Anh của các bạn. Bạn đừng có lo, vì đất nước Singapore rất là an toàn.
những cái luật lệ ở Singapore nó rất chặt chẽ. Bạn không cần phải lo khi bạn đi ra ngoài, bạn cũng không cần phải lo bạn mặc đồ hiệu hay là gì. Vì ở đây theo những kinh nghiệm của mình đã ở đó 1 năm và mình chưa bao giờ bị móc túi, hay là mình cũng chưa bao giờ thấy những người ăn trộm ăn cắp. Về ăn uống thì theo như cách sống của mình, về ăn uống thường thường mức độ giá ăn uống của ở đó là một bữa ăn là $3 là rẻ nhất. Còn những bạn nhiều bạn không hợp khẩu vị của ở thức ăn ở Singapore, bởi vì bạn chưa quen với cái khẩu vị ở đấy. Còn về rau quả, nó thật sự đối với mình nó thật là tốt cho sức khỏe, và cái kiểm nghiệm về an toàn thì nó thường thường tốt hơn ở Việt Nam mình. Và mình muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm ở Singapore về giao thông vận tải, như thường thường xe buýt, tới trạm xe buýt nếu là 15 phút là có một tuyến xe buýt, hoặc trễ nhất là 20 phút là có một tuyến xe buýt. Còn về tàu điện ngầm thì thường thường 3-5 phút là có một tuyến tàu điện ngầm mới. Về phương tiện đi lại ở bên ấy thì ở tàu điện ngầm thì bạn có thể đi phía dưới hầm, bạn không cảm thấy nóng bức. Còn nếu như bạn đi xe buýt, thường thường bạn sẽ cảm thấy ánh nắng chói vào, với là thời tiết ở Singapore thì thường phần đa là nắng, nhưng trong một vài tháng nó cũng thỉnh thoảng có mưa bất chợt. Singapore có thể nói đối với mình nó là một đất nước rất là đẹp, và năm nay là kỷ niệm 50 năm của Singapore. Và tới đây mình xin hết cảm ơn tất cả.